Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón lưỡi trai cho bé như thế này. Thân nón thì mình có móc họa tiết tai mèo trực tiếp trên thân nón ha. Phần lưỡi thì mình có nẹp cước bên ngoài cho phần lưỡi trai của mình nó được cứng cáp hơn ha. Để làm được mẫu nón này thì mình sử dụng sợi dệt trơn nè. Sợi dệt của mình dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Để móc phần thân nón thì ở đây mình dùng kim 3.5 mm. Đây là mẫu kim của mình nè. Thì đối với cái mẫu nón này mình móc cho bé để cho cái phần nón của mình được mềm mại hơn á. Khi các bạn sử dụng chất sợi nó không có độ co giãn thì các bạn nên sử dụng cho mình những loại kim có cái đầu kim to gấp đôi sợi len ha, cho cái phần thân nón của mình nó được mềm mại thì khi bé đội vào nó không có cọ sát vào đầu của bé nhiều. Kim này size 3.5 mm ha. Thì các bạn không có cái mẫu kim này cũng có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len. Đầu kim của mình nó to gấp đôi so với sợi len là được. Cái mũi móc của mình nó sẽ chắc chắn hơn khi sử dụng mũi đơn để móc ha. Khi các bạn móc cho người lớn thì các bạn có thể sử dụng loại kim nhỏ hơn để móc cho cái phần nón của mình nó được cứng cáp. Ngoài ra thì còn kéo cắt len và một mẫu kim nữa, ở đây mình dùng kim hai đầu nè. Ta sẽ dùng đầu số 4. Thì đầu kim này nó sẽ có cái độ dày sắp xỉ bằng sợi len ha. Các bạn sẽ so sánh cho mình đầu kim với sợi len là chính xác nhất. Nó sắp xỉ gần bằng sợi len để mình móc cái phần viền của nón khi nẹp cước vào á. Và dụng cụ không thể thiếu đó là một đoạn cước. Cước của mình là cước nhựa dày tầm khoảng 2 mm ha, để mình nẹp cái phần vành. Đầu tiên tạo một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Để có thể xác định được mũi đầu và mũi cuối của mỗi vòng móc thì các bạn sử dụng cho mình một màu len khác, sau đó mình xỏ qua cái vòng tròn mà mình vừa tạo. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 Sau khi hoàn tất được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, nắm sợi len ngắn hút thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Thì mình sẽ móc xoắn ốc cho mẫu nón này nên mình sẽ không kết mũi ha. Ta hoàn tất được vòng đầu tiên với 6 mũi móc đơn nè. Để đánh dấu được điểm kết thúc của mỗi vòng móc thì các bạn sẽ đưa cho mình sợi len lên phía trên. Đây sẽ là điểm đánh dấu kết thúc mỗi vòng ha. Và bắt đầu vòng thứ hai. Di chuyển kim đến chân móc đơn đầu tiên, móc vào 2 mũi móc đơn. Đây là chân đầu tiên nè. Móc cho mình vào đây 2 mũi móc đơn. Đây thì đây sẽ là cái điểm ta bắt đầu móc cái vòng móc thứ hai ha. Vòng móc thứ hai của mình có 6 chân móc được tạo ra ở vòng móc thứ nhất, thì các bạn sẽ móc cho mình lần lượt vào 6 chân đó, mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Khi ta móc được vào chân đầu tiên rồi nè thì tiếp tục chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ ba móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ tư móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ năm móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ sáu là chân cuối cùng của vòng ha, móc vào 2 mũi móc đơn. Ta sẽ hoàn tất được vòng móc thứ hai ha. Lúc này vòng móc thứ hai của mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 mũi móc đơn. Thì kết thúc vòng móc thứ hai này nè, các bạn cũng đưa cho mình sợi len xuống phía dưới để mình đánh dấu đây là điểm kết thúc của vòng ha. Vòng móc thứ ba sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Chân móc đầu tiên ta sẽ móc vào đó một mũi móc đơn.
Đây là chân đầu tiên ha, móc một mũi móc đơn nè. Chân móc thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta được một cụm chân móc gồm một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc nè. Cái điểm mà mình đánh dấu ở đây thì cái mũi móc đơn này là cái chân đầu tiên của vòng ha, vòng móc thứ ba. Thì các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình cho đến cuối vòng. Chân kế bên một mũi móc đơn. Chân kế tiếp là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục một mũi móc đơn vào chân kế bên. Hai mũi móc đơn vào chân kế tiếp. Ta được cụm thứ ba nè. Cụm móc thứ tư. Tiếp tục cụm móc thứ năm. Và cụm móc thứ sáu là cụm móc cuối cùng. Ta sẽ hoàn tất được vòng móc thứ ba. Vòng móc thứ ba của mình nó sẽ có 6 cụm, một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc ha. Ta có 6 cụm như thế này, tức là vòng này mình cũng tăng lên được 6 mũi móc. Đưa cho mình sợi len lên phía trên nè để đánh dấu được điểm đầu tiên và kết thúc của mỗi hàng. Tiếp tục vòng móc thứ tư, các bạn móc cho mình theo công thức như sau. Hai chân đầu tiên, mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn. Chân đầu tiên sẽ là cái chân này ha, một mũi móc đơn nè. Tiếp tục chân kế bên một mũi móc đơn. Khi có được hai mũi móc đơn vào hai chân móc liên tiếp thì chân thứ ba sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là mình được một cụm chân móc như thế này. Hai mũi móc đơn mỗi chân xen kẽ là hai mũi móc đơn cùng chân nè. Các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho mình cho đến hết vòng. Hai mũi móc đơn mỗi chân xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân ha. Tức là vòng móc này mình cũng tạo ra được 6 cụm chân móc. Và khi móc kết thúc cái vòng móc này cũng đưa cho mình sợi len lên trên hoặc xuống dưới ha, tùy vào mỗi vòng móc để mình có thể đánh dấu được đâu là điểm đầu tiên và điểm cuối cùng của mỗi vòng móc. Thì các bạn sẽ móc cho mình tương tự cái cụm này cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục đưa sợi len xuống phía dưới để đánh dấu được điểm kết thúc của vòng móc này và bắt đầu vòng móc tiếp theo. Vòng móc thứ năm, ba chân liên tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn, tức là mình sẽ tăng cái số mũi móc đơn lẻ ở phía dưới nè lên thành một mũi nữa, thì mình sẽ có ba chân liên tiếp. Một móc đơn thứ hai cho chân thứ hai, móc đơn thứ ba cho chân thứ ba. Khi có được 3 mũi móc đơn thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân. Như vậy là mình sẽ có được cụm móc 3 mũi móc đơn mỗi chân xen hai mũi móc đơn cùng chân ở vòng móc thứ năm này. Thì ta cũng móc tương tự cái cụm này cho mình cho đến cuối vòng. Sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa, tức là mình sẽ tăng cái số mũi móc ở mỗi móc cùng chân này nè. Hàng tiếp theo là 4 mũi thì tiếp theo nữa là 5 mũi, 6 mũi ha. Ta cứ móc xoắn ốc như thế này. Đối với những bạn nào mà có thể nhận biết được hai mũi móc đơn cùng chân thì các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Khi mà các bạn gặp hai cái mũi móc đơn có cùng một chân móc phía dưới nè, đây là hai mũi móc đơn có cùng một chân móc, chân thứ nhất nè, chân thứ hai là cái chân bên cạnh ha, thì cái chân thứ hai này ta luôn luôn móc vào đó hai mũi móc đơn. Đây là hai mũi móc cùng chân ha, chân thứ hai móc vào hai mũi móc đơn. Tương tự giống như cái mũi móc mà mình tăng ở cái điểm này nè, thì hai mũi móc cùng chân mà mình tăng này nó cũng nằm ở chân thứ hai của hai mũi móc cùng chân của hàng phía dưới. Ta cứ móc xoắn ốc như vậy ha.
Khi gặp cái chân thứ hai của hai mũi cùng chân nè, đây là hai mũi cùng chân ha, chân thứ hai này móc vào hai mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Và thêm nhiều vòng móc nữa cho đến khi vòng tròn này nó vừa với vòng đầu của bé thì ngưng. Ở đây mình có một cách tính đơn giản để mình biết được vòng đầu và số mũi móc cho cái vòng đầu đó. Các bạn sẽ sử dụng cho mình một mẫu thước dây và mình sẽ lấy 1cm của thước dây. Đo cho mình 1cm này tương ứng với bao nhiêu mũi móc. Thì ở đây 1cm của mình nó tương đương với 2 mũi móc đơn. Thì số đo vòng đầu mình cũng có để ở phần mô tả, các bạn có thể xem ở phần mô tả để tham khảo thêm số đo ha. Dựa vào cái số đo mà mình vừa đo được với số đo vòng đầu mà các bạn có, thì ở đây ghi cho mình công thức nè, 1cm của mình nó sẽ tương đương với 2 mũi móc. Khi các bạn có được số đo vòng đầu của bé, ở đây ví dụ như mình làm số đo vòng đầu là 40cm, thì tương ứng 40cm phía dưới nè. 40cm này sẽ có được bao nhiêu mũi móc cho cái vòng tròn đó? Thì các bạn sẽ làm cho mình theo công thức nhân chéo và chia ngang. Tức là mình sẽ có số đo vòng đầu nè, nhân cho 2 mũi móc, được bao nhiêu thì mình chia cho 1, là 1cm ban đầu ha. Lúc này mình sẽ được 80. Ta sẽ bê nguyên số 80 này lên phía trên, thì 80 này nó sẽ tương đương là 80 mũi móc. Thì các bạn cứ tăng cho mình 80 mũi móc, nó sẽ tương đương với vòng đầu là 40cm. Thì áp dụng công thức này cho mình, cho tất cả các cái vòng đầu ha. Khi tăng size như vậy cho nhiều vòng móc thì hai cái mũi móc cùng chân nó sẽ tạo ra các cái đường chéo như thế này nè. Mẫu của mình hướng dẫn nó sẽ móc phần tay trực tiếp vào luôn, thì các bạn cứ tăng cho mình đều như vậy, tức là cái phần tay nó sẽ nằm ở chính giữa của mỗi cụm nè. Mình móc hai tay thì nó nằm chính giữa ở hai cụm thẳng hàng với nhau ha, đối diện với nhau. Nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái việc tăng size của các vòng ngoài cùng. Thì cái phần tay bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đối với tất cả các cái size dù lớn hay nhỏ thì các bạn cứ móc lên cho mình tầm khoảng 4 cho đến 5 vòng móc, sau đó mình sẽ tiến hành móc phần tay là vừa. Cứ tăng đều 6 mũi ở mỗi vòng móc, mình sẽ tạo ra được một cái hình lục giác như thế này. Thì mình sẽ tạo cái phần tay ở cái cụm thứ 2 và cụm thứ 5 ha. Là hai cái cụm đối diện nhau nè. Đây là cụm móc thứ 2. Nó có 3 mũi ở mỗi chân xen kẽ là hai mũi cùng chân nè. Thì hai tay của mình sẽ đối xứng với nhau, các bạn sẽ móc cho mình ở cụm thứ 2 và cụm thứ 5 của vòng móc. Đưa sợi len lên phía trên, đánh dấu kết thúc vòng nè. Tăng ở cụm thứ 2 và cụm thứ 5 thì cụm thứ nhất mình móc bình thường. Ta sẽ có được 4 mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân được móc vào chân thứ hai của hai mũi móc đơn cùng chân ở hàng phía dưới nè. Khi hoàn tất được cụm móc đầu tiên rồi thì mình sẽ tiến hành móc phần tay ở cụm móc thứ hai và cụm móc đối xứng với nó là cụm thứ năm. Thì cách móc phần tay như sau. Thì cụm móc này mình có 3 mũi móc đơn cho 3 chân móc liên tiếp. Thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc đơn đầu tiên một mũi móc đơn. Chân móc đơn thứ hai là chân móc nằm chính giữa, móc vào 4 mũi móc đơn. 1 2 3 và 4. Thì đây sẽ là một phần tay đầu tiên. Các chân móc còn lại thì các bạn cứ làm tương tự ha. Mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi nào mà mình gặp chân thứ hai của hai mũi móc có cùng một chân ở phía dưới thì chân móc thứ hai này móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân. Thì mình sẽ tạo ra được một cái phần tay đầu tiên với 4 mũi móc đơn vào cùng chân móc.
Hai cụm móc tiếp theo thì làm tương tự như cái cụm móc ban đầu. Khi đã móc được đến cụm móc thứ 5 thì ở cụm móc thứ 5 này mình sẽ tạo một phần tay tương tự như ở cụm thứ 2. Tức là các bạn sẽ tạo cho mình một phần tay ở cụm thứ 5. Có 3 chân riêng lẻ nè, thì chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân nằm chính giữa, móc 4 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Các chân móc còn lại thì mỗi chân làm một mũi móc đơn. Gặp chân thứ hai của hai mũi móc đơn móc cùng một chân móc phía dưới thì móc vào chân thứ hai đó hai mũi móc đơn. Ta tạo được cái phần tay thứ hai nè. Nó sẽ đối xứng với phần tay thứ nhất ha. Các chân móc còn lại thì móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân móc cuối cùng của vòng móc hai mũi móc đơn nè. Ta hoàn tất được hàng móc đầu tiên tạo phần tay ha. Kết thúc vòng này cũng đưa cho mình sợi len xuống phía dưới để đánh dấu. Vòng móc kế tiếp, các bạn cũng móc tương tự cho mình ở các cái cụm đầu tiên. Tức là mình sẽ tăng cái số mũi móc đơn lẻ ở đây nè. Ở phía dưới mình móc 4 mũi thì lúc này các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi. 1 nè. 2. 3. 4. 5. Có được 5 mũi rồi ha. Thì chân kế tiếp là chân thứ hai của hai mũi cùng chân á, cũng móc vào hai mũi móc đơn. Ta hoàn tất được cụm móc đầu tiên của vòng móc này. Tiếp tục ở cụm móc thứ hai mình có cái phần tay, thì các bạn sẽ móc cho mình ở cái phần tay như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Từ chân móc thứ hai đến chân móc thứ năm, nó là 4 chân móc đơn mà ta móc vào cùng một chân móc ở phía dưới á. Thì các bạn sẽ móc cho mình 4 chân này, mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Chân đầu tiên nè, móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ hai móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ ba móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ tư móc 2 mũi móc đơn. Cũng là chân móc cuối cùng của phần tay ha. Như vậy là hàng móc phần tay này mình tạo ra được 8 mũi móc đơn cho hàng móc này. Tức là ta sẽ có được 4 cụm 2 mũi móc đơn cùng chân ha. Các chân móc kế tiếp thì móc tương tự như ban đầu. Tức là mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi nào mà ta gặp chân thứ hai của hai mũi móc đơn mà móc cùng một chân móc phía dưới thì móc vào đó hai mũi móc đơn. Làm tương tự cho mình cho đến hết vòng ha, và tạo phần tay còn lại cũng tương tự như phần tay mà mình vừa móc ở đây. Sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục đưa sợi len lên phía trên đánh dấu điểm kết thúc của vòng móc. Ở vòng móc kế tiếp này cũng làm tương tự cho cụm đầu tiên, ta sẽ tăng một mũi móc đơn lẻ. Lúc này mình sẽ có được 6 chân móc, mỗi chân là một mũi móc đơn ha. 3 nè. 4. 5. Và 6. Chân kế tiếp sẽ là chân thứ hai của hai mũi cùng chân, móc vào hai mũi móc đơn. Kết thúc được cụm đầu tiên rồi, cụm móc thứ hai sẽ tạo phần tay. Thì các bạn sẽ để ý cho mình nè. Ban đầu mình móc chân đầu tiên một mũi móc đơn thì các bạn cứ móc cho mình một mũi móc đơn. Từ chân thứ hai cho đến chân thứ chín
tức là 8 chân móc mà mình tăng ở cái phần tay. Thì 8 chân móc phần tay này các bạn sẽ dựa cho mình vào hai chân nằm chính giữa. 8 chân này trừ ra 3 chân đầu tiên và 3 chân cuối cùng ha, thì hai chân nằm chính giữa sẽ là chân móc thứ tư và chân móc thứ năm. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai một mũi móc đơn. Chân thứ ba một mũi móc đơn. Chân móc thứ tư và chân móc thứ năm là hai chân móc nằm chính giữa. Móc vào hai chân móc này mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng một chân móc. Chân thứ tư nè. Tiếp tục chân móc thứ năm hai mũi móc đơn. Ta sẽ tăng thêm được hai mũi móc ở cái vòng móc này. Tiếp tục các chân móc kế tiếp thì móc tương tự. Mỗi chân là một mũi móc đơn. Và mình cũng tăng một mũi khi ta gặp chân thứ hai của hai mũi cùng chân ha. Sau đó móc tương tự cho các chân móc còn lại đến phần tay đối diện ha. Thì phần tay đối diện này cũng có 8 chân móc ở phần tay, thì ta cũng đâm kim vào chân thứ tư và thứ năm, mỗi chân sẽ là hai mũi móc đơn, còn các chân còn lại là một mũi móc đơn cho mỗi chân ha. Tương tự cho đến hết vòng. Khi đã móc đến cuối vòng, đưa sợi len xuống phía dưới để đánh dấu. Tiếp tục mình sẽ tăng một mũi móc lẻ ở đây. Ta sẽ có được 7 mũi móc đơn cho 7 chân móc liên tiếp. Được 7 chân rồi ha, thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn. Là chân thứ hai của hai mũi cùng chân phía dưới á. Hoàn tất cụm đầu tiên rồi, cụm thứ hai sẽ là cái phần tay nè. Thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Hàng thứ ba của phần tay, mình có hai cụm có hai mũi móc cùng chân nè. Đây. Cụm thứ nhất. Và cụm thứ hai. Đây là hai cụm hai mũi móc cùng chân ha. Thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào hai chân nằm chính giữa. Tức là bốn chân móc này ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ hai và thứ ba. Là hai cái chân nằm chính giữa, mỗi chân sẽ là hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân đầu tiên một mũi móc đơn nè. Chân móc thứ hai hai mũi móc đơn cùng chân. Và chân thứ ba là hai mũi móc đơn cùng chân. Các chân móc còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn. Như vậy là hàng móc thứ tư ở phần tay mình cũng có được hai cụm có hai mũi móc cùng chân. Nó giống như hàng móc thứ ba cũng có hai cụm nè. Các chân móc còn lại thì các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến phần tay đối diện cũng làm tương tự và móc đến cuối vòng. Sau đó sẽ móc thêm cho mình tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc nữa. Và phần tay mình cũng móc tương tự như hai cái hàng mà mình vừa móc ở đây. Tức là mình sẽ móc vào chân nằm chính giữa, chân thứ hai và chân thứ ba. Hai chân móc này sẽ móc hai mũi móc đơn ha. Móc cho mình cho đến khi cái phần tay nó có được cái độ cao nhất định. Tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc nữa là được. Đối với các chân móc còn lại thì mình luôn luôn làm tương tự ha, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chỉ khi nào mà mình gặp chân thứ hai của hai mũi cùng chân thì mới móc vào đó hai mũi móc đơn thôi nha. Đây sẽ là chân thứ hai của hai mũi có cùng chân phía dưới nè, móc vào hai mũi móc đơn. Móc tương tự cho đến hết vòng và thêm cho mình tầm 2 đến 3 hàng móc nữa. Sau khi đã tăng được thêm nhiều hàng móc ở phần tay, tính từ cái chân móc mà mình móc 4 mũi móc đơn cùng chân nè,
Hàng thứ hai mình móc 8 mũi. Sau đó là 4 hàng móc, mình móc hai cụm có hai mũi móc đơn cùng chân ha. Vào hai chân nằm chính giữa của mỗi vòng móc á thì mình sẽ có được 4 hàng móc. Lúc này cái phần tay của mình nó đã có một cái độ cao 6 hàng móc rồi. Thì mình sẽ tiến hành giảm mũi cho phần tay của mình. 6 hàng móc ở phần tay nè, các bạn có thể hiểu như sau. Đây là chân móc của phần tay ha, mình bắt đầu móc ở phần tay nè. Thì cái chân móc này mình móc 4 mũi móc đơn. 4 mũi móc đơn này nó sẽ tạo ra 4 chân móc cho cái hàng móc thứ hai. Nó sẽ có được 4 chân móc nè. Thì hàng móc thứ hai mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Cho 4 chân móc này ha. Chân thứ hai nè, chân thứ ba và chân thứ tư, mỗi chân 2 mũi móc đơn. Thì hàng móc thứ hai này sẽ tạo ra được tổng cộng là 8 chân móc cho hàng móc thứ ba. Ở hàng móc thứ ba mình có hai cụm có hai mũi móc cùng chân. Hai cụm đó được tăng vào chân nằm chính giữa của 8 mũi móc này. Tức là nó sẽ tăng vào chân thứ tư và thứ năm. Đây, chân thứ tư và thứ năm ha. Ba chân đầu tiên mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân thứ tư và thứ năm mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Và ba chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn. Ta tạo ra được 10 chân móc cho vòng móc thứ tư ha. Ở vòng móc thứ tư mình cũng có hai cụm có hai mũi móc cùng chân, thì các bạn chỉ dựa cho mình vào 4 cái chân móc nằm chính giữa ở đây là hai cụm có hai mũi cùng chân á. Thì nó có 4 chân móc này. Các bạn cứ móc cho mình các chân bên ngoài mỗi chân là một mũi móc đơn. Ở cái cụm móc này ha, hai chân nằm chính giữa sẽ là chân thứ hai và chân thứ ba. Chân thứ hai mình sẽ tăng một mũi và chân thứ ba mình tăng một mũi. Các chân còn lại thì mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì ta cứ liên tục móc như vậy. Và cứ để ý cho mình các cái hàng móc kế tiếp cũng dựa vào cái cụm này ha, và mình sẽ tăng mũi tương tự như vậy. Cho đến khi cái phần tay nó có cái chiều cao nhất định rồi thì ta sẽ ngưng ha. Và bây giờ mình sẽ tiến hành giảm mũi cho phần tay. Đưa sợi len lên phía trên để đánh dấu kết thúc hàng móc nè. Tiếp tục ha, ở cụm đầu tiên thì mình cũng tương tự. Mỗi chân là một mũi móc đơn. Đến chân móc thứ hai của hai mũi có cùng chân ở phía dưới thì móc vào hai mũi móc đơn. Cụm móc kế tiếp là phần tay nè, thì cái cách giảm mũi cho phần tay sẽ như sau. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Ở cái hàng móc thứ sáu của phần tay mình có hai cụm có hai mũi móc cùng chân nè, thì bốn cái chân móc này các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành hai mũi cho cái vòng móc thứ bảy của phần tay. Ta chụm chân thứ nhất, thứ hai, chân thứ ba và thứ tư ha. Thì cách chụm như sau: đâm kim cho mình vào chân thứ nhất, kéo len, khi trên kim được hai mũi thì tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai, kéo len và kéo qua ba chân trên kim. Như vậy là hai mũi phía dưới chụm lại thành một mũi phía trên. Hai chân kế tiếp cũng vậy ha. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc. Sau đó kéo qua ba chân trên kim. Các chân kế tiếp móc tương tự, mỗi chân là một mũi móc đơn. Như vậy là hàng móc này nó đã giảm được hai mũi móc. Móc tương tự cho mình cho đến phần tay còn lại. Thì phần tay còn lại các bạn cũng làm tương tự ha. Tức là ta sẽ giảm mũi ở bốn chân móc mà mình tăng ở bên trên này nè. Chân thứ nhất và thứ hai chụm lại thành một chân nè.
Chân thứ 3 và thứ 4 chụm lại thành một chân ha. Móc tương tự cho đến hết vòng. Thì để biết được cái vòng ngoài cùng mà mình đang tăng ở đây nè, số mũi móc của nó có bằng với vòng đầu mà mình đưa ra ở công thức ban đầu hay không. Các bạn sẽ đặt cho mình cái phần tay như thế này. Dựa cho mình vào cái hàng móc ở phía sau của cái sợi len mà mình đánh dấu á. Đây. Cái cụm móc thứ 6 này ha, thì các bạn sẽ đếm cho mình tổng số mũi móc ở cụm thứ 6 này. Ta có nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 mũi móc đơn và 10 chân móc liên tiếp. Chân thứ 11 sẽ là 2 mũi móc đơn. Thì lúc này mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi. 12 mũi này các bạn sẽ nhân cho 6. 6 này tức là 6 mũi móc đơn mà mình gây ra đầu tiên ở cái vòng tròn ma thuật đầu tiên mà mình tạo á. Đối với một số bạn, nếu các bạn móc 7 mũi thì các bạn sẽ tính cho mình 7 mũi, tức là mình sẽ lấy số mũi móc đó nhân cho 7. Còn ở đây mình chỉ móc 6 thôi thì mình sẽ nhân cho 6. Tổng này được 72 mũi. Thì 72 mũi này nó sẽ thiếu 8 mũi nữa mới được 80 mũi móc cho cái vòng móc cuối cùng ha. Ta sẽ còn lại 8 mũi móc nữa. Thì các bạn vẫn cứ tăng cho mình đều ở phía ngoài. Tức là ta sẽ tăng vào chân thứ 2 của 2 mũi cùng chân ha. Móc tương tự cái cụm đầu tiên nè, cho đến cái cụm móc thứ 2 là cụm mình tạo phần tay. Đây sẽ là hàng móc thứ 8 của phần tay. Hàng móc thứ 8 làm tương tự. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi ta móc đến các cái chân móc nằm chính giữa thì để ý cho mình hai cái mũi móc mà mình chụm chân. Đây là hai mũi móc mà mình chụm chân ha. Chân thứ nhất nè và chân thứ hai, thì từ chân thứ nhất này các bạn đếm ngược ra cho mình một chân móc và chân thứ hai này đếm tiến ra một chân móc nè. Chân thứ nhất đếm ngược ra một mũi móc thì mình sẽ chụm lại chân ở phía ngoài này và cái chân móc mũi chụm thứ nhất đó, chụm lại thành một chân. Đâm kim vào chân mũi đơn nè. Tiếp tục đâm kim vào chân mũi chụm đầu tiên. Kéo qua ba chân trên kim. Ta được mũi chụm đầu tiên. Mũi chụm thứ hai, đâm kim vào chân mũi chụm thứ hai của hàng bên dưới và chân mũi móc đơn ở bên ngoài. Kéo qua ba chân trên kim. Các chân móc còn lại, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Phần tay của mình nó sẽ có cái độ cúp lại như thế này ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại đến phần tay bên này. Ta cũng giảm tương tự nè. Ở hai chân móc mà mình giảm đây, tính ngược ra hai mũi móc nữa. Mình sẽ chụm lại chân mũi đơn và chân mũi chụm đầu tiên. Hai chân này chụm thành một chân nè. Chân mũi chụm thứ hai và chân mũi móc đơn phía ngoài. Chụm lại cho đến cuối vòng ha. Ở hàng móc tăng size của phần tay, các bạn sẽ để ý cho mình. Đây là hàng đầu tiên có 4 mũi móc đơn, hàng thứ 2 8 mũi móc đơn. Từ hàng thứ 3 đến hàng thứ 6, mình có 2 cụm 2 mũi móc cùng chân. Thì các bạn sẽ tiến hành giảm cho mình 4 hàng móc. 4 hàng móc có 2 mũi giảm nè. Ở đây 4 hàng có 2 mũi tăng. Thì tiếp tục là 4 hàng có 2 mũi giảm ha. Sau khi các bạn đã giảm được tổng cộng là 4 hàng móc cho phần tay rồi. Phần tay của mình đã có tổng cộng là 10 hàng móc. Hai hàng móc kế tiếp nó sẽ tương ứng giống như hai hàng móc đầu tiên mà mình tăng ở phần tay á. Ở đây mình có 6 hàng móc nè. Hàng đầu 4 mũi, hàng 2 8 mũi, 4 hàng tăng. Thì 4 hàng tăng đó ta vừa móc 4 hàng giảm. Còn cái hàng móc thứ hai này nè, mỗi chân 2 mũi móc đơn thì bây giờ mình sẽ giảm lại còn 4 mũi móc. Từ hàng móc thứ 10 này ha,
Đây là chân mũi chụm đầu tiên. Thì chân mũi chụm đầu tiên này tính ngược ra cho mình 3 mũi móc nữa. Chân mũi chụm nè. Tính ngược ra 3 mũi, 1, 2 và 3. Sau đó mình sẽ chụm lại hai chân này thành một chân. Chân mũi đơn thứ 3 và thứ 2 tính ngược ra nè. Thì mình sẽ chụm lại chân thứ 3 và chân thứ 2 thành một chân. Mũi chụm thứ 2 nè, móc vào chân móc đơn thứ nhất và mũi chụm thứ nhất của hàng phía trên. Mũi chụm thứ 3 đâm kim vào chân mũi chụm phía dưới và chân mũi móc đơn kế bên nó. Kéo qua 3 chân trên kim. Tiếp tục mũi chụm thứ 4, hai chân kế tiếp nhau. Các chân móc còn lại thì móc tương tự, mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc tương tự cho mình đến cái phần tay còn lại ha. Khi móc như vậy thì cái vòng ngoài cùng của mình nó đã có tổng số mũi móc bằng với số mũi móc mà mình đưa ra ban đầu rồi. Thì mình sẽ không tăng mũi nữa, mà các bạn cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn nhé. Hàng móc tiếp theo là hàng móc đối xứng với cái hàng móc mà mình tăng 4 mũi móc đơn nè. Thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Ở đây mình có tổng cộng là 4 mũi chụm cho cái hàng móc thứ 11 của phần tay. Thì 4 mũi chụm này các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình 4 mũi này thành một chân luôn ha. Để mình hoàn tất được hàng móc thứ 12 là hàng móc cuối cùng của phần tay. Thì cách chụm 4 mũi như sau. Ta sẽ đâm kim lần lượt vào 4 chân móc đó. Mỗi lần đâm kim là kéo len nè. Chân thứ 2 kéo len. Chân thứ 3. Chân móc thứ 4. Lúc này trên kim của mình có 5 mũi móc kéo qua hết chân trên kim. Di chuyển kim đến chân móc kế bên, móc một mũi móc đơn. Và các chân còn lại thì tương tự ha, mỗi chân là một mũi móc đơn. Như vậy là mình vừa hoàn tất được phần tay ở bên trên thân nón với 12 hàng móc cho phần tay ha. Thì khi móc hoàn tất cái phần tay này nè, tổng số mũi móc của cái hàng ngoài cùng nó đã bằng với tổng số mũi móc mà mình đưa ra cho cái vòng đầu của bé rồi á. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần thân phía dưới, và phần thân phía dưới mình sẽ không tăng mũi cũng không giảm mũi nữa nha. Móc tiếp các chân móc còn lại đến phần tay đối diện thì cũng chụm lại 4 mũi giảm thành một chân nha. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì cái phần thân nón bên trên của mình nó sẽ hoàn tất như thế này, tạo ra được hai cái phần tay nhọn cho phần thân nón ha. Vòng móc ngoài cùng của mình đã có tổng số mũi móc bằng với tổng số mũi móc ban đầu mà mình đưa ra đối với cái vòng đầu đó. Thì ta cứ móc xoắn ốc cho các cái hàng móc tiếp theo. Móc xoắn ốc mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến khi chiều cao từ phần đỉnh nón đến hàng mà mình móc cuối cùng nó bằng đến phần tay của bé. Thì chiều cao của phần thân nón mình cũng có để ở phần mô tả ha, các bạn cũng có thể nhấp vào link bên dưới tham khảo. Mỗi vòng móc thì cũng đưa cho mình sợi len ra bên ngoài nè, để mình đánh dấu kết thúc của mỗi vòng và móc vào mỗi chân là một mũi móc đơn. Sau khi đã móc thêm được nhiều hàng móc thì lúc này phần thân nón của mình đã có cái độ cao như thế này rồi. Độ cao từ đỉnh nón đến hàng móc mình thêm cuối cùng nó nằm trong tầm khoảng 13 cho đến 15 cm, tùy vào mỗi vòng đầu của bé nữa ha, các bạn sẽ canh cho mình sao cho hợp lý nhất là được. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần vành ở bên ngoài. Đặt phần thân nón sao cho hai bên tay của nó cân, đưa đầu kim lên đỉnh nón,
Và từ cái phần đỉnh nón này các bạn sẽ đưa cho mình đầu kim sao cho nó cân với hai phần tay và mình sẽ gióng thẳng hàng xuống phía dưới. Thì cái cách gióng này các bạn sẽ lấy cái điểm tương ứng thôi ha, nó không có nhất thiết phải chính xác lắm. Đây sẽ là cái điểm nằm chính giữa nè. Từ cái chân móc mà mình có được, tính ngược ra cho mình thêm 3 mũi móc nữa. Ta có nè, 1, 2, 3 và 4. 4 mũi này là mình móc cái phần vành, đâm kim vào chân thứ 5 để ta bắt đầu. Đưa sợi len ra phía sau. Kéo len qua chân móc. Móc lên một xích. Cách móc phần vành này nó sẽ phù hợp với những cái sợi len không có độ co giãn nha. Các bạn sẽ móc cho mình vào 8 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai. Khi móc dấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Ta có móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy. Móc đơn thứ 8. Khi được 8 mũi móc đơn rồi, kết thúc cái hàng móc này, di chuyển kim đến chân móc kế bên, đâm từ ngoài vào trong chân kế bên móc một mũi dời. Mình hoàn tất được hàng đầu tiên của phần vành ha. Để tiếp tục cái hàng móc thứ hai, các bạn dời cho mình vào cái chân móc kế bên. Đâm kim từ ngoài vào trong nè. Chân kế bên móc một mũi dời. Khi quay ngược đầu móc lại, từ mặt phải của nó mình sẽ quay theo ngược chiều kim đồng hồ nha. Để cho cái sợi len của mình nó nằm ở bên trong nè. Hàng móc thứ hai mình sẽ có được 8 chân móc. Thì 8 chân móc này các bạn sẽ móc cho mình vào hai chân đầu tiên, mỗi chân là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân đầu tiên hai mũi móc đơn. Chân thứ hai hai mũi móc đơn. Bốn chân kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn. Một. Hai. 3 4 Còn hai chân cuối cùng thì hai chân này nó tương tự như hai chân đầu tiên, mỗi chân sẽ là hai mũi móc đơn. Chân thứ 7 nè, hai mũi móc đơn. Chân thứ 8 hai mũi móc đơn. Kết thúc cái hàng móc thứ hai này, lúc này mình đang móc ở mặt trái của phần thân nón, các bạn sẽ đưa cho mình đầu kim ra bên ngoài và đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế bên, móc một mũi dời vào đó để mình kết thúc hàng. Tiếp tục đưa kim ra ngoài, đâm từ ngoài vào trong chân kế bên để móc hàng móc thứ hai. Khi quay ngược đầu móc từ mặt trái ra thì mình sẽ quay theo cùng chiều kim đồng hồ. Hàng móc thứ ba mình có tổng cộng là 12 chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình vào hai chân đầu tiên, mỗi chân là hai mũi móc đơn. Chân thứ hai hai mũi móc đơn. Tám chân móc liên tiếp với nhau, mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 2 3
4 5 6 7 Phe 8. Còn lại hai chân móc cuối cùng thì sẽ móc tương tự giống như hai chân đầu tiên, mỗi chân là hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Kết thúc hàng móc thứ ba, đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế bên, móc một mũi dời. Tiếp tục đâm kim từ ngoài vào trong chân kế tiếp, móc một mũi dời để móc tiếp hàng móc thứ tư. Mặt phải đây ha, mặt phải của thân nón nè. Quay theo ngược chiều kim đồng hồ. Hàng móc thứ tư ta có tổng cộng là 16 chân móc. Thì các bạn sẽ móc cho mình lần lượt như sau. Chân đầu tiên 2 mũi móc đơn. Chân thứ hai 2 mũi móc đơn. Chân thứ ba móc 1 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư móc 2 mũi móc đơn. Khi đã có được cụm đầu tiên rồi, 8 chân móc nằm chính giữa, mỗi chân làm 1 mũi móc đơn. Một, hai, ba, 4 5 6 7 8 Được 8 mũi móc đơn liên tiếp vào 8 chân móc thì 4 chân móc còn lại mình sẽ móc ngược lại so với 4 chân đầu tiên. Đây, móc ngược lại với 4 chân này ha. Chân kế bên 2 mũi móc đơn. Chân kế tiếp 1 mũi móc đơn. Hai chân cuối cùng mỗi chân là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Ta hoàn tất hàng móc thứ tư với 22 mũi móc. Kết thúc hàng móc này, đây là mặt trái của thân nón thì đưa kim ra ngoài, đâm từ ngoài vào trong chân kế bên, móc một mũi dời. Ta kết thúc hàng thứ tư ha. Tiếp tục hàng móc thứ năm, đưa kim ra ngoài, đâm từ ngoài vào trong chân móc, móc một mũi dời. Đây là mặt trái nè, quay theo chiều kim đồng hồ để ra mặt phải. Thì cái phần vành của mình nó sẽ có cái hình dáng như thế này. Tiếp tục hàng móc thứ 5. Hàng móc thứ 5 có 22 chân móc. Thì chân đầu tiên móc 2 mũi móc đơn. 20 chân móc kế tiếp, mỗi chân là 1 mũi móc đơn và chân cuối cùng là 2 mũi móc đơn. Chân cuối cùng nè, 2 mũi móc đơn. Ta có được tổng cộng là 24 mũi móc, đâm từ ngoài vào trong chân móc một mũi dời nè. Kết thúc hàng móc thứ năm ha. Tiếp tục hàng móc thứ sáu, đâm kim từ ngoài vào trong chân móc, móc một mũi dời, quay ngược chiều kim đồng hồ,
Hang móc thứ 6 có 24 chân móc. Chân đầu tiên móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ 2 móc 2 mũi móc đơn. Bốn chân móc kế tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn. 1 2 3 4 Chân kế bên 2 mũi móc đơn. Ta có được cụm móc đầu tiên như thế này rồi, thì tiếp tục 10 chân móc kế tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Được 10 mũi móc đơn liên tiếp rồi, thì các chân móc còn lại sẽ móc ngược với cái cụm ban đầu. Tức là mình sẽ có chân kế bên 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Bốn chân kế tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn. 1 2 3 4 Còn lại hai chân móc cuối cùng thì mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Đây là mặt trái của thân nón ha. Di chuyển kim ra bên ngoài, đâm từ ngoài vào trong chân móc, móc một mũi dời để kết thúc. Tiếp tục đâm kim từ ngoài vào trong, móc vào chân kế bên một mũi dời để móc tiếp hàng móc thứ 7. Quay cùng chiều kim đồng hồ. Hàng móc thứ 7 mình có 30 chân móc và mình sẽ móc tương tự giống như hàng móc thứ 5, tức là chân đầu tiên 2 mũi móc đơn, các chân còn lại 1 mũi móc đơn và chân cuối cùng 2 mũi móc đơn ha. Hai mươi tám chân móc kế tiếp nè, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Và chân cuối cùng 2 mũi móc đơn. Kết thúc hàng móc, đâm kim vào chân kế bên một mũi dời. Tiếp tục chân kế tiếp một mũi dời để gây nên hàng tiếp theo. Quay ngược chiều kim đồng hồ. Hàng móc thứ 8 mình có tổng cộng là 32 chân móc. Thì móc cho mình vào chân đầu tiên 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân thứ 2 2 mũi móc đơn. Bảy chân móc kế tiếp, mỗi chân làm một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 Được 7 chân rồi ha. Chân kế tiếp sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Ta được cụm đầu tiên rồi nè. Thì 12 chân móc kế tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Được 12 mũi móc đơn liên tiếp với nhau thì các chân móc còn lại sẽ móc ngược như cái cụm ban đầu. Chân kế bên hai mũi móc đơn. 7 chân kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 Hai chân cuối cùng mỗi chân là hai mũi móc đơn. Đây là mặt trái của thân nón, đâm từ ngoài vào trong chân kế bên móc một mũi dời. Tiếp tục đâm từ ngoài vào trong chân kế tiếp móc một mũi dời. Quay cùng chiều kim đồng hồ. Hàng móc thứ 9 sẽ làm tương tự giống như hàng móc thứ 7 và hàng móc thứ 5, tức là chân đầu tiên và chân cuối cùng nó sẽ là hai mũi móc đơn, còn các chân nằm chính giữa mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì ta có 38 chân móc, chân đầu tiên hai mũi móc đơn. 36 chân kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn. Được 36 mũi móc đơn rồi thì tiếp tục chân cuối cùng móc hai mũi móc đơn. Đâm kim vào chân kế bên móc một mũi dời. Thì mình hoàn tất được cái phần vành nón như thế này ha. Nó sẽ có cái độ bè ra nè. Mình sẽ móc tiếp thêm một hàng móc nữa, sau đó sẽ viền lại bằng cách nẹp cước nha. Đâm kim vào chân kế bên móc một mũi dời. Quay ngược chiều kim đồng hồ. Hàng móc thứ 10, chân đầu tiên hai mũi móc đơn. Chân thứ 2 hai mũi móc đơn. Mười chân móc kế tiếp mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Được 10 mũi móc đơn và 10 chân móc rồi thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn. Ta được cụm đầu tiên rồi nè. Thì tiếp tục 14 chân móc kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn. Ta sẽ có được 14 chân móc ha. 1 2 Còn lại các chân móc cuối cùng thì ta sẽ móc ngược lại với cụm đầu tiên. Chân kế bên hai mũi móc đơn. 10 chân kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Hai chân cuối cùng mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Đâm kim từ ngoài vào trong chân kế bên móc một mũi dời. Ở 10 hàng móc này nó sẽ giúp cho phần vành mình nó có cái độ rộng ra và phù hợp với phần thân nón rồi. Đối với những bạn nào mà làm size lớn, muốn phần vành này nó rộng ra thì các bạn có thể xem ở phần mô tả, mình có ghi thêm công thức để móc cho các cái hàng móc kế tiếp ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành nẹp cước cho cái phần vành của mình nó được cứng cáp hơn. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp ha, móc một mũi dời. Để nẹp được cái hàng móc ngoài cùng của phần vành, các bạn sẽ thay cho mình đầu kim. Đầu kim mà mình thay nó sẽ nhỏ hơn cái kim mà mình đang móc cái phần thân nè. Và nó sẽ có cái kích thước sắp xỉ gần bằng sợi len nha. Cước của mình có độ dày tầm khoảng 2mm, nên mình sẽ sử dụng đầu kim nhỏ để mình viền lại cái phần viền cho cái cước của mình nó không có bị hở ra ngoài. Đưa cho mình một đầu cước ra phía sau của mũi móc. Thì hàng móc phần viền các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như hàng móc thứ 9, thứ 7 hoặc là thứ 5. Tức là ta sẽ tăng mũi ở chân đầu tiên và chân cuối cùng. Các chân nằm chính giữa sẽ không tăng. Chân đầu tiên 2 mũi móc đơn nè. Khi móc mình sẽ nẹp luôn cái cuộn cước vào trong ha. Các chân còn lại mỗi chân là 1 mũi móc đơn. Lúc này sợi cước của mình nó đã được nẹp vào trong rồi ha. Các bạn móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi đã nẹp được hết cái đoạn cước vào trong phần vành nón rồi, đến cái điểm móc cuối cùng là chân cuối cùng mình cũng móc vào 2 mũi móc đơn. Tương tự giống như các cái hàng móc kế tiếp thì kết thúc hàng móc này mình cũng đâm kim từ ngoài vào trong chân móc kế bên, móc một mũi dời. Sau đó móc lên một xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau. Sau đó dùng tay nắn và canh chỉnh cho các cái mũi móc của mình nó dàn đều với sợi cước nè. Thì mình sẽ hoàn tất được một cái phần nón lưỡi trai như thế này ha. Thì công thức mà mình vừa cho các bạn ở cái phần lưỡi này nó chỉ thích hợp với những loại sợi len có cái độ cứng hoặc là không có độ co giãn ha. Ở mặt trước thì các bạn có thể trang trí cái họa tiết nhỏ lên trên phần thân nón cho phần thân nón của mình nó được xinh xắn hơn. Ở hai đầu của đoạn cước thì dùng kéo cắt sát cho mình ở trong thân nón luôn. Ta có thể dùng keo dán sắt, keo 502 hoặc là những loại keo chuyên dụng để dán giày. Các bạn sẽ chích cho mình một giọt nhỏ ở mé phía ngoài là cái mé sát với sợi len và cái đoạn cước này nè. Chích lại thì lúc này cái đoạn cước của mình nó sẽ được dính chặt với sợi len, nó không có bị bung ra ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu nón lưỡi trai form hip hop tai mèo như thế này. Chúc các bạn thành công!